xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Tâm Phúc TV Tiểu sử của người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và tiểu sử của diễn viên ca sĩ Miu Lê nhé. Miu Lê là cái tên cực kỳ quen thuộc với giới trẻ. Chính thức hoạt động từ năm 2009, các nhạc phẩm bộ phim của nữ nghệ sĩ đã gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Hiện nay, Miu Lê không còn hoạt động nghệ thuật năng nổ như trước. Tuy nhiên, những bài hát của cô vẫn được nhiều người lắng nghe và có không ít bạn trẻ trở thành fan của nữ ca sĩ. Miu Lê là một nữ nghệ sĩ đài. Bắt đầu hoạt động nghệ thuật với vai trò là diễn viên nhưng ca sĩ mới là sự nghiệp chính của cô. Dễ ngang ca hát nhưng rất nhanh cô nàng đã sở hữu được nhiều bản hit. Cô nàng sở hữu nhiều single và album được đánh giá cao về tính nghệ thuật. Cô cũng là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi thành công tổ chức live show ca nhạc của riêng mình. Miu Lê sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu. Từng có thời gian cô nàng tăng cân khá nhiều cho stress. Tuy nhiên hiện nay, nữ ca sĩ ngày càng mặn mà và ghi điểm với vóc dáng nóng bỏng. Đặc biệt, sự xuất hiện trên các chương trình giải trí càng giúp cô gây được ấn tượng tốt với mọi người. Khán giả vì yêu mến sự hài hước, dễ gần mà trở thành fan của cô nàng. Vì thế, Miu Lê là ai? Tiểu sử thế nào cũng đang rất được quan tâm. Tên thật của Miu Lê là Lê Ánh Nhật, năm sinh ngày 5 tháng 7 năm 1991, cung Hoàng đạo, Cự Giải, chiều cao 1m7, quê quán thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp ca sĩ, diễn viên. Bài hát nổi bật Giấc mơ thần tiên, Yêu anh, Con tim mong manh, Giả vờ nhưng em yêu anh, Mình yêu nhau từ bao giờ, Yêu một người có lẽ. Bộ phim nổi bật Thiên sứ 99, Nhà có năm nàng tiên, Em là bà nội của anh, Cô gái đến từ hôm qua, Anh thầy ngôi sao, Nắng hai. Sở dĩ chọn nghệ danh là ca sĩ Miu Lê vì Miu là tên gọi thân mật của cô. Bạn bè và người thân cũng đều gọi là Miu thay vì tên thật khi trò chuyện, chuyện gặp. Do đó, nữ ca sĩ đã lấy tên thân mật ghép với họ của mình để làm nghệ danh. Tưởng không hợp nhưng khi đọc lên, cái tên đáng yêu hệt như vẻ ngoài tròn trịa, phúc hậu của cô nàng vậy. Miu Lê đến nay đã có gần 13 năm hoạt động nghệ thuật. Dù vậy, nhìn vào nữ nghệ sĩ, ít ai nghĩ rằng cô hơn tuổi thế hệ ca sĩ, diễn viên trẻ đang hoạt động. Bởi lẽ trông Miu Lê vô cùng trẻ trung. Cùng với phong cách ăn mặc khỏe khoắn, năng động, trông nữ ca sĩ lại như trẻ ra thêm nhiều tuổi. Bởi vậy, nhiều khán giả không khỏi tò mò liệu Miu Lê đã bao nhiêu tuổi. Thực tế, cô sinh năm 1991, tức đã 31 tuổi rồi. Vì cơ địa dễ lên cân nên khi xuất hiện trước công chúng, Miu Lê khá đầy đặn. Cũng vì thế mà nhìn cô nàng có vẻ sở hữu chiều cao không quá ấn tượng. Tuy nhiên, bạn sẽ sốc khi biết rằng nữ ca sĩ sở hữu chiều cao lên tới 1m7. Từng có thời gian cân nặng của Miu lên tới 70kg. Cô nàng cũng phải dành thời gian dài để tập gym, giảm cân xuống 60kg để bảo vệ sức khỏe và giúp cơ thể thon gọn hơn. Miu sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là nơi nữ ca sĩ lựa chọn để phát triển sự nghiệp nghệ thuật của mình. Cô sống trong một gia đình công giáo, từng theo học tại trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu. Chặng đường nghệ thuật của cô có vô số những chông gai và thử thách. Tuy nhiên, với bản lĩnh của mình, cho đến hiện tại, cái tên Miu Lê luôn có giá trị thương hiệu thuộc hàng top. Đó là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực và cố gắng không ngừng của cô gái trẻ này. Cùng tìm hiểu chặng đường bước đến thành công của nữ diễn viên, ca sĩ đa tài này. Cô tham gia showbiz vào năm 18 tuổi, 2009-2010, qua việc được đào tạo về diễn xuất. Tại đây, đích thân đạo diễn Lê Hoàng đã mời cô vào vai chính của phim truyền hình Học đường đình đám Những thiên thần áo trắng. Màn chào sân này gây được ấn tượng mạnh với công chúng với hình ảnh một cô gái trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Sau đó, nữ diễn viên bắt đầu lấn sân qua ca hát bằng việc gia nhập New Gen Entertainment, một công ty chuyên quản lý và đào tạo ca sĩ nổi tiếng. Với vai trò là một ca sĩ, cô bắt đầu cho ra mắt một số các ca khúc như Không gian vắng hay Riêng mình em. Tuy nhiên, với giọng hát non nớt chưa được đào tạo kỹ càng, các sản phẩm này chưa nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Tích cực thay đổi hình ảnh bản thân, biết được thế mạnh của bản thân, năm 2011, cô tiếp tục tham gia điện ảnh qua các bộ phim Thiên sứ 99, Oan gia đại chiến, Gia đình giàu yêu và tiếp tục nhận được nhiều phản hồi tích cực. Cũng trong năm này, Miu Lê chính thức rời New Gen và gia nhập Avatar Entertainment. So với sự non trẻ trong phong cách âm nhạc trước đó, lần này cô trở lại với Ngày xa anh, Em nhớ anh với hình ảnh trưởng thành hơn, định hướng âm nhạc rõ ràng. Các ca khúc của cô chiếm sóng nhiều bảng xếp hạng trong nước. Đến năm 2013, cô đánh dấu sự thành công của mình bằng việc kết hợp ca hát và diễn xuất vào trong các MV ca nhạc cá nhân. Lặng thầm tình yêu, Em vẫn hy vọng hãy giả vờ nhưng em yêu anh, tạo được nhiều sự yêu thích tại thời điểm đó,
đưa tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả. Bứt phá với hàng loạt bộ phim và sản phẩm âm nhạc nổi trội. Sau đó, nữ diễn viên ca sĩ cũng hoạt động nghệ thuật năng nổ hơn trước. Cô tiếp tục phát hành nhiều single, album và live show cá nhân. Hiểu được thế mạnh của mình cùng thị hiếu khán giả, các sản phẩm của cô nhấn mạnh vào yếu tố giải trí và phổ biến. Đây cũng là lúc tên tuổi cô trở nên nóng hơn bao giờ hết. Song song với đó, bộ phim truyền hình Em là bà nội của anh do cô thủ vai chính ghi nhận là tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử. Sự đa dạng trong diễn xuất thể hiện được nhiều khía cạnh nhân vật giúp cô nhận được nhiều giải thưởng nghệ thuật hơn. Miu Lê là một trong số ít những nữ nghệ sĩ hoạt động năng nổ và thành công trong hai vai trò diễn xuất và ca hát. Nhờ đó mà thương hiệu của cô cũng được nâng lên một cách đáng kể, hàng loạt hợp đồng quảng cáo đắt giá tìm đến. Sinh ra trong một gia đình khốn khó, tâm sự với báo giới, cô chia sẻ rằng gia đình của mình có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Tuổi thơ cô gắn liền với công việc cắt chỉ thừa giúp mẹ. Nữ nghệ sĩ cũng chưa bao giờ có tiền quà vặt như những đứa trẻ cùng lứa khác. Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật năng nổ nên cho đến hiện tại, khối tài sản của cô gái trẻ này cũng thuộc hàng khủng. Cô đã có thể lo cho bản thân và gia đình của mình bằng chính những gì bản thân kiếm ra được, luôn là chủ đề hot về cân nặng của mình. Showbiz Việt luôn chuộng những cô gái mảnh mai, cao gầy. Tuy nhiên, Miu Lê là thuộc dạng người với khung xương to, sở hữu nét đẹp đầy đặn. Đó là lý do cân nặng của cô luôn là chủ đề hot cho nhiều lần xuất hiện. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ thay vì chạy theo khái niệm đẹp của xã hội, cô tích cực tập luyện để sở hữu vóc dáng khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Cô luôn thể hiện được sự vui vẻ và hạnh phúc cho mỗi lần xuất hiện, mặc kệ những lời chê bai, chỉ trích. Thông tin hẹn hò của cô. Hiện tại, nữ ca sĩ diễn viên vẫn chưa bao giờ thừa nhận vấn đề hẹn hò hoặc kết hôn, mặc cho có rất nhiều tin đồn xoay quanh cô. Hình ảnh cô vẫn xuất hiện với sự vui vẻ, xinh đẹp. Miu Lê tâm sự rằng, vì tính ham chơi của bản thân nên hiện tại cô chưa muốn bị ràng buộc bởi một mối quan hệ nào đó. Cô đang rất tận hưởng và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nữ diễn viên, ca sĩ Miu Lê với ngoại hình xinh đẹp cùng tài năng nổi trội luôn là chủ đề hot của mọi tờ báo. Dù cho giới showbiz đầy cạm bẫy và khốc liệt nhưng cô vẫn chứng minh được vị thế to lớn của mình bằng chính những cố gắng, cống hiến cho nghệ thuật. Hy vọng với những thông tin chia sẻ của Tâm Phúc TV đã mang đến thông tin hữu ích cho các bạn. Hé lộ bạn trai của ca sĩ Miu Lê tiểu sử ca sĩ Miu Lê. Nữ diễn viên Em là bà nội của anh đã có những lần cho hay vào năm 29 tuổi cô sẽ lấy chồng. Và khi có gia đình, cô sẽ tập trung chu toàn để lo cho chồng, con. Trả lời với báo giới, cô ca sĩ, diễn viên gốc Huế này cho biết cô và bạn trai quen đã 2 năm rồi, anh thương tôi lắm. Và tôi nghĩ là mình sẽ không bao giờ kiếm được người nào mà tốt với mình như vậy. Tôi cũng không phủ nhận việc mình có bạn trai thành đạt. Và những ngày gần đây, sau khi cô công khai đăng hình ảnh một chàng trai có tên là Trần Lê Phước Hải cùng với tần suất liên tục cùng với những lời yêu thương, Miu Lê đã khiến người hâm mộ mong mỏi cô và phải lên tiếng để xác nhận về mối quan hệ giữa hai người. Trong số những bức ảnh mà Miu Lê đã đăng tải, có một bức ảnh mà trên cánh tay của chàng trai xăm dòng chữ Miu Lê Love You. Còn Miu Lê thì lại tình cảm nhắn nhủ, đẹp chi đẹp lạ lùng, đẹp dữ dứa, nhớ quá. Trước đó, đã có lần Miu Lê cũng thừa nhận rằng tôi từng thấy dưới bóng đèn là sẽ không bao giờ tôi xăm hình cho ai. Nhưng quen người này thì tôi đã xăm. Mới đây, và trên trang cá nhân của mình, Miu Lê còn công khai đăng video tự quay cùng với ca khúc Love Paradise ngọt lịm để dành tặng Trần Lê Phước Hải khiến cho khán giả củng cố thêm niềm tin cô ca sĩ, diễn viên 9X đang rất hạnh phúc trong tình yêu. Chính với những tín hiệu tình yêu khá là rõ ràng của Miu Lê khiến cho những người hâm mộ có thêm quyền hy vọng vào một cặp đôi mới này của showbiz Việt. Miu Lê là diễn viên trẻ đầy triển vọng của showbiz Việt trong thời gian gần đây. Ngoài việc ca hát ra, cô còn tham gia vào đóng phim và gần đây, cô đã được báo giới và người hâm mộ đánh giá khá cao cùng với diễn xuất trong bộ phim Em là bà nội của anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Nếu thấy hay hãy like video và đừng quên nhấn đăng ký kênh Tâm Phúc TV để được cập nhật liên tục những video mới nhất về tiểu sử người thành công và nổi tiếng khác nhé.